Tập 3, chấp 15. Mời công tử Trảm Yêu. Hương vị kỳ quái này bị nhấn chìm rồi, không thở nổi rồi. Ây, rốt cuộc khi nãy xảy ra chuyện gì thế? Người vừa thức tỉnh từ trong hương vị kỳ lạ từ tử thân. Chút nữa thì bị nhấn chìm trong hương vị kỳ lạ đó rồi. À, từ sư muội tỉnh rồi sao? Xem ra thuốc của ta đã phát huy được tác dụng rồi. Sở sư huynh, nói ra hương vị trên người sở sư huynh. Mỹ nam tử thịt nam hoa trong mắt tử thanh. Từ sư muội, muội không sao chứ? Hiện tại cảm thấy thế nào? Lý nào là trên người ta có hương vị của từ sư huynh? Ờ dạ, ngại quá, mình đang nghĩ cái gì thế? Nhịp tim đập nhanh quá. Đại khái là ta nghĩ sai rồi. Sở sư huynh và ta trên người đều có mùi phấn hoa nào đó mới đúng. Từ sư muội sao kỳ lạ thế? Lẽ nào bá hoa của ta có vấn đề? Thật sự như thế thì tiêu rồi. Từ sư muội, muội sao thế? Muội mau trả lời ta đi. Hiện tại cảm thấy thế nào? Muội đừng có dọa ta chứ. Sở sư huynh, muội không sao. Muội hiện tại cảm thấy rất tốt. Không sao thì tốt. Từ tử thanh mới đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại. Sở sư huynh đã tạ thuốc giải độc của huynh, ta không biết phải cảm ơn huynh thế nào mới đúng. Không còn cái xấu. Muội cho ta tụ khí đan, ta đưa cho muội bá hoa tán, lễ thường tình thôi. Sở sư huynh, tụ khí đan và bá hoa tán của huynh sao có thể so sánh được? Ờ giờ chúng ta đều là đồng môn mà, lại cũng là bạn bè, tính toán rõ ràng như thế làm gì? Chúng ta là bạn bè sao? À, được, vậy về sau chuyện chúng ta là bạn bè rồi. Sơ hình, không phải ở hốn kiếm các vị kiếm ta kéo qua đây sao? Thế mà trên người huynh lại mang theo thuốc giải độc. À giờ có chuẩn bị một chút. Được rồi, chư vị, nếu sư muội hiện tại không sao rồi, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát thôi. Được, các vị yên tâm, tiếp theo vẫn là do ta mở đường. Hình đỡ ngân kiếm phong này cũng được đó. Cô yêu quái à, hắn liền đánh. Có thuốc, hắn cũng liền đưa. Có người sở lương này. Được, nửa giờ sau. Đúng thật là thất vọng rồi. Cả đoạn đường khi nãy chỉ có đúng hai tiểu hồ yêu. Chư vị, chúng ta đã đến rất gần cái nơi đó rồi. Thời gian có hạn, phải tăng tốc thôi. Nơi thâm sâu như thế này, âm vọng lại chắc chắn phải lớn lắm. A ba. À dạ, hỏng rồi, không để ý liền. Đây chính là cách thu hút sự chú ý của những con yêu quái quanh đây. Theo sự chỉ dẫn, nhân diện ngọc tinh hoa chính là ở trong cốc phía trước không xa. Bởi ngồi mặc dù không có hồ yêu,
Nhưng mà rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, mọi người đều phải cẩn thận. Rõ. Ở đây yên tĩnh quá rồi. Nơi quỷ tham ma mắt này thế mà lại có cảnh thịnh. Mọi thứ bên trong đều có là lãnh địa của bách chủ, lãnh địa của bá chủ yêu ma. Chúng ta tìm thấy mục tiêu rồi. Mọi người chuẩn bị hành động. Được, rõ. Phượng sư huynh sắp xếp đi. Giai đoạn nguy hiểm nhất bắt đầu rồi. Ôi trời, nó chuyển qua đây rồi. Các vị xin đừng hoảng sợ, vật này không thể giống với bề ngoài của hồ yêu, thói quen cũng không giống với những cây cỏ bình thường, chỉ là đối với những biến động xung quanh nhạy cảm hơn một chút mà thôi. Lúc này bên ngoài chắc vừa mới vào đêm, chưa đến ban đêm, ánh trăng rơi xuống trên thân của nó chính là lúc loài hoa này mở ra. Trước cái lúc đó chúng ta phải bắt đầu hành động cẩn trọng. Đối với nhân diện ngọc tinh hoa này, trên đường đến đây đã giải thích qua rồi. Vật này thần dị, hái nó lúc khác đều bị mất đi linh tính. Bắt buộc phải vào lúc nó đủ trưởng thành, hấp thụ đủ ánh trăng, nở ra mới có thể hái nó được. Như thế mới có thể bảo toàn được linh tính. Mặc dù không biết lúc nở hoa nó sẽ trông như thế nào, nhưng mà vừa tính đến tình hình trước mắt, đến lúc nó nở hoa nó sẽ tự hành động bảo vệ bản thân, khiến mọi người khi nhìn vào nó đều rơi vào ảo giác. Vì vậy muốn ngắt được đóa hoa này tốt nhất phải là hành động theo đồ. Lớp ngọc diện ngọc tinh hoa vừa nở ra, bắt buộc phải dùng gương mặt đặt ở trước mặt hoa nó, như thế mới khiến hiển thực của ngọc tinh hoa làm nó tự bất tỉnh. Một người khác từ đằng sau tiến hành ngắt hoa. Trong lúc hai người cùng ngắt hoa, những người khác liên kết thành tam tài kiếm trận phòng thủ với những con quái vật bảo vệ ở gần đó. Thời gian cũng đến rồi, mọi người theo kế hoạch bắt đầu hành động đi. Lục Nhâm phụ trách chiếc gương, Lâm Bác phụ trách ngắt hoa. Sư muội tìm một chỗ phòng thủ, Sở sư đệ sẽ đứng cạnh sư muội tìm một vị trí để phòng thủ. Vị trí thiên tự sẽ do ta bảo vệ. Giữa trách thiên địa, nhân ba hướng đó xem tình hình để giúp đỡ mọi người. Tiếp sau đây mọi người hãy lấy lại tinh thần, toàn lực chuẩn bị chờ đợi thời cơ. Ánh trăng đã chiếu lên đó đóa hoa rồi. Mọi người tập trung tùy cơ ứng chiến, những yêu quái bảo vệ xung quanh có động tĩnh, làn sóng tấn công đầu tiên đang đến rồi. Những yêu quái thì điện hôi chi kia đã bắt đầu muốn tấn công rồi sao? Xuất kiếm. Sư muội tôi đến giúp muội. Trời đất, lại có thể nhìn thấy tiễn thủ kim đa xuất chiêu rồi, không thở không cảm thán được.
Đáng tiếc quá, thật lãng phí. Nếu như ta thực sự thực hiện đợt tấn công cuối vào cái con hổ định cướp ngọc tinh hoa kia thì tốt biết bao. Sở sư đỡ không cần thức dậy, ta chỉ cần luyện tập chăm chỉ. Thêm chút thời gian là có thể có tu vi như ta rồi. Vương sư huynh không phải nghĩ rằng ta cảm thán là bởi vì ta nhìn thấy tu vi của huynh ấy liền cảm thấy tự ti rồi. Đúng 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 đúng, Phương Xu Anh nói rất đúng. Mọi người chú ý, càng ngày càng có nhiều yêu quái xuất hiện rồi. Đồ trong túi kinh nghiệm của ta cuối cùng cũng tới rồi. Đến đi các tiểu giả thương, tăng 3 phần y lực. Sở sư đệ đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Tận tâm tận tình, Vương sư huynh. Ba phần y lực ngự kiếm thuật. Sức phong lôi kiếm quyết diệt. Ta hình như bị cướp bổ đau rồi. Cái này đơn giản xem như chính là giống như hai bên cùng bái đường trở thành một đôi phu thê ân ái trong đêm động phòng hồi chúng. Tần nương tử bị tổ phỉ bắt đi. Đâu? Quá đau đớn rồi. Phong lôi kiếm quyết. Đâu? Thế nào, sư huynh của các người dẫn đội lợi hại chứ, còn không mau khiến. Gia từ sư muội rất yêu thì thôi đi, sao lại cứ quạt yêu quá của mình. Lần đầu tiên đối diện với tình huống này căng thẳng quá. Sao lại chưa khiến ta? Còn nghĩ rằng chuyến này có đi đi có thể giết được thật nhiều yêu quái, xem ra không có gì vui rồi. Từ sư muội đến cứu ta một trận đi. Không được không được, ta phải xem xét lại cẩn thận chuyện vừa nãy gặp lúc nãy. Ấy, tại sao không giống như trong tưởng tượng của ta nhỉ? Tử thân sư muội sở sư đồ chỉ cần hai người luyện tập chăm chỉ, tương lai cũng sẽ có thể làm được như thế. Ngại ngùng quá, có phải cần lưu lại chút cơ hội để biểu hiện cho sư đệ sư muội không? Mọi người chú ý, ngọc tinh hoa đã nở rồi. Gương đồng chiêu vị. Chính là lúc này, chỉ cần trảm được hồ yêu nhiệm vụ lần này. Wow, đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Đừng có chạm vào ta, ta chắn. Nguy hiểm quá, cái thứ đồ ác tinh gì thế? Thiếu chút nữa là người cũng không còn rồi. Nhân diện quỷ.
Tiêu rồi sao lại gặp phải cái thứ này chứ? Nhất định phải mau giải quyết nó. Yêu quái, không được chạy. Lối ngục kiếm lâu. Mọi người kiếm khí của ta tạm thời giữ chân nó. Nhân cơ hội này, mau cùng giết nó đi. Cái tên này sao lại biến thành trong suốt thế kia? Thở cũng quá kỳ lạ rồi. Kiếm cảnh nhiên trực tiếp tàn hình rồi. Yêu quái không được đi. Yêu quái, đừng nghĩ có thể chạy. Phía trước nguy hiểm, để ta đuổi theo là được. Mọi người ở lại đây phòng thủ. Tình hình có vẻ không được lạc quan lắm. Với thực lực của Phương Sư Huynh, đối phó với những con yêu quái này dở như bổ dừa. Phong lôi kiếm quyết, hiện tại thật sự không cần đến những người mới như chúng ta. Tự mình đuổi theo yêu quái. Thành khí mà Phương Sư Huynh dùng để tu luyện nổi tiếng về tốc độ nhanh và lực kiếm mạnh. Nhưng đối với con yêu quái này lại không có được kết quả gì. Thậm chí nó còn ở trước mặt chúng ta cướp đi bông hoa. Có thể thấy cái thứ đồ vật này còn mạnh hơn cả lôi kiếm. Thứ đồ này không chỉ nhanh nhẹn, thậm chí còn có thể thoát khỏi phòng ẩn. Không thấy dị năng của phi kiếm sát thương. Yêu quái bất thường như thế, Phương Sư Huynh có thể đuổi kịp hay không thì khó nói rồi. Nỡ Phương Sư Huynh không thể đuổi kịp, vậy trên người mình có thứ đồ gì có thể giúp đỡ không? Khó quá, không phải thạch đầu bình thường. Cứ tiếp tục như thế không phải là cách. Cứ bị những viên đá này chắn đường, căn bản là đuổi không kịp hắn. Khoảng cách ngày càng xa rồi. Những hòn đá này đột nhiên càng ngày càng dùng lực rồi. Không ổn, phải mau kéo gần khoảng cách lại. Có ánh sáng sắp tới cửa hang rồi. Yêu quái chạy đi đâu? Xem kiếm. Đáng hận, súc sinh, ngươi chạy không thoát đâu. Sống lên cho ta. Đáng ghét, mà cái tên này trường quá. Nếu như là bên ngoài hang động bình thường, ta cũng không bị động như thế. Đây là yêu vương nơi nào? Không được, cái tên súc sinh đó là chạy xa rồi. To rồi, đây là không thở theo kịp rồi. Nó quá linh hoạt rồi. Lôi đình kiếm khí của ta mặc dù tốc độ nhanh nhưng lại không linh hoạt. Không phù hợp phát huy trong môi trường gồ ghề phức tạp như vậy. Đáng ghét. Thì thầm cái gì vậy? Ta căn bản không có cách nào mà phá được phong ấn này. Một người ở kim đan cảnh dẫn đội, thế mà nhiệm vụ lại thất bại. Như thế sau khi quay vừa không biết sư tôn sẽ xem mình thế nào. Tử Dương sư huynh, Tử Thanh sư muội. Hả? Thứ đồ gì đây? Nhanh quá. Chắp 18.